đi à. Chú Quỳ Ngân với chú Quang diễn rồi nè, 10 giờ là chú Quang lên rồi đó, 10 rưỡi là tới Ngân, 10 giờ là chú Quang, 10 rưỡi là tới Ngân. Chạy qua đi mọi người, ai ở xe rồi thì chạy qua mất shot nha, toàn là mất shot casino. Qua chơi mọi người ơi, không biết chừng nào em Ngân mới quay lại xe rồi nữa. Rồi xong lên yêu lên, bây giờ Ngân sẽ đánh rối hai bên nữa, nhưng mà Ngân không biết cái lượt đánh rối của Ngân nằm đâu, hy vọng là nó nằm trong này. Ồ có luôn, Ngân đánh rối xong rồi Ngân đeo lên. Chị bôi keo gì khúc cuối, chị bôi cái sáp đó, cái sáp đó người ta hay dùng. Không có học làm tóc luôn nha, nó cứ đánh đại chứ không biết là làm có đúng hay không. Ngon bận lắm, 4 ngày nay là ngày nào Ngân cũng chỉ ngủ được có 1 tiếng thôi, tại vì lần đầu tiên Ngân qua Mỹ á, Ngân không có biết á là ở bên Mỹ á, anh Quang cho cái loa nhỏ lại xíu nha anh Quang. Lần đầu tiên Ngân qua Mỹ á, Ngân không có biết á là Mỹ á, cái múi giờ nó bị lệch nhau, tuy rằng nó là Mỹ á, nhưng mà mỗi thành phố cái múi giờ nó khác nhau á, cho nên là ngày hôm nay nè, Ngân vừa mới bay tới bên Seattle á, Ngân ngủ được mới có 1 tiếng à, ở trên máy bay Ngân ngủ không có được. Ngân mới ngủ được có 1 tiếng rồi lại giờ phải bắt cúp đi diễn luôn á. Rồi ok, bên này nè, mũi Ngân nhìn xa nè đó, thì nó sẽ thấy cái lỗi là lỗ mũi bên này nó bự thôi, tại vì nó bị co rút, nó giật lên đó mọi người đó, chứ nó vẫn thẳng nha. Nó vẫn thẳng hơn ai kia, ai kia chắc nó hở làm hư ở bác sĩ chỗ của mình luôn á, cho nên đâu dám đưa làm lại đâu. Cái chỗ này nó ngắn quá nè, ngắn quá nó cứ bị dịnh nè, ghét cái tóc chỗ này ghê. Chết giọng luôn. Bao nhiêu mà nói nhiều quá. Show tối đây là có bút anh MC không? Không. Vậy thôi khỏi đi. Tối đây khỏi đâu. Là đỡ. Chết rồi, giờ nó bị dính vậy giờ sao mọi người?
Ngân thì không có học, nhưng mà đôi khi đó, Ngân không biết làm đó, thì Ngân sẽ tự tưởng tượng ra làm như vậy thì nó sẽ ra như thế nào, nó sẽ ra như thế nào, xong rồi làm. Không thấy đâu, tắm đi. Dầu ở đâu, cái này mọi thứ là để đâu vậy? Này của anh là Big Man này. Còn mấy kia là em bỏ qua lại vẫn. Rồi xong. Xong rồi bây giờ Ngân sẽ đeo len nha mọi người. Còn đỉnh đầu hả? Tóc con. Không phải là màu vàng, nhưng mà màu vàng á thì nó sẽ rất là hợp với màu cam, nó cùng tông á. Rồi xong, con kết thúc livestream nha. Nha. Ok không? Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Thay đồ luôn đi chị. Giờ tới chú Quang make up đi làm ăn đi ra ngoài.
bên ngoài này rất là tối. Ngân cho mọi người xem bộ đồ tối nay Ngân sẽ mặc nha. Bye bye cả nhà, mình kết thúc live stream.